Ông là Inglis, một nhà vua tốt được cả nước yêu quý. Ông đã đến tuổi và gần đất xa trời. Các cận thần đều muốn ông mau chóng khỏe lại vì người dân vẫn còn cần ông. Nhưng ông biết bản thân cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa nên căn dặn kỹ quan thần và giao lại đất nước cho họ. Ông sau đó đã gặp lại nữ thần đã bảo hộ cho bản thân bấy lâu nay. Nữ thần muốn đáp lại công lao của ông đã dành cho thần dân bằng cách cho ông một ước nguyện. Ông đã ước bản thân được tái sinh và sống một cuộc đời không phải chịu áp lực từ việc làm vua để có thể cho rồi kỹ năng hết mức có thể. Nữ thần đã đáp lại lời nguyện cầu của ông và khi vừa mở mắt ra thì ông đã thấy bố mẹ mới của mình. Nhưng lạ cái là ông lại tái sinh thành một bé gái, ông cũng giữ nguyên tên như trước đây. Lúc mẹ đã ra ngoài, ông đã thử dùng sức mạnh như trước đây và bất ngờ là sự ban phước cùng sức mạnh nữ thần ban cho vẫn còn. English cho ta biết rằng ông có thể điều khiển một loại vật chất gọi là Ezer. Ezer là cội nguồn của vạn vật nên điều khiển được nó cũng được xem là một quyền năng to lớn. Đúng lúc thì ông nghe tin có ma thú tấn công. Đang lơ lửng thì người mẹ đi vào khiến ông giật mình giả ngủ. Mẹ cũng tưởng bản thân hoa mắt nhìn nhầm nên bỏ qua, Người mẹ đã bế ông chạy đi để chú ẩn khỏi bị ma thú tấn công. Inglis hy vọng ma thú này sẽ đủ mạnh để ông có thể đánh bại. cả hai đã chạy đến nhà của lãnh chúa quen biết. Tại đây ta gặp con trai của nhà này là Raphael và em gái ngang tuổi với Inglis là Zafina. Tất cả sẽ trú ở đây đến khi kỵ sĩ đoàn đánh đuổi được ma thú. Inglis thì lại vô cùng hào hứng nhưng người mẹ lại mong ma thú sớm biến mất để những đứa trẻ được sống yên bình. Inglis thì không thích vì nếu chuyện đó xảy ra ông sẽ không có thứ gì để chiến đấu. Raphael thấy bản thân thật vô dụng khi chẳng thể làm gì dù đã có ấn phép. Inglis cho biết ấn chú này là một thứ được khắc lên tay các kỵ sĩ và là vũ khí giúp họ chống lại ma thú. Loại của Raphael là đặc biệt nên vai trò sau này sẽ rất cao. Vì vậy cậu phải được bảo vệ kỹ lưỡng cho sau này. Đúng lúc đó thì ma thú tấn công vào. Mẹ Inglis đã phải cầm kiếm lên đối đầu với ma thú và nhờ Raphael đưa hai đứa trẻ đi. Nhưng Raphael đã không muốn đứng nhìn người thân bị xảy ra chuyện nên đã để hai cô bé sau ghế và chạy lên cùng chiến đấu nhưng dù có cố gắng thì sức mạnh của cả hai vẫn không đủ để hạ ma thú cả ba đã bị đánh ngất nên english tranh thủ lên thể hiện chút sức mạnh ông bắn ra một tia năng lượng thổi bay con ma thú trong nháy mắt rafael vẫn còn lờ mờ tỉnh và thấy cảnh vừa rồi xong ngất đi english chỉ hy vọng rafael không nhận ra và sau đó cũng ngủ vì hết sức english trong lúc ngủ đã mơ màng tỉnh và biết công trạng đã được nhường lại cho rafael năm năm trôi qua english giờ đã là một cô gái nhỏ và dễ thương mới 5 tuổi nhưng inglis vẫn thích ngắm mình trong gương luôn tìm tòi học hỏi mà không cần ai chỉ dạy Fina thì cũng được gọi tắt là rani cả hai đã cùng nhau đi tập kiếm và rani vẫn quá yếu để cầm nổi một thanh kiếm rafael thì đã rèn luyện để trở thành người mạnh thứ hai trong đoàn kỵ sĩ và thua mỗi đoàn trưởng là cha của inglis đúng lúc này thì một đoàn thương gia đến đoàn này cũng thường hay gặp ma thú nên muốn cho con trai là rahan đến thỉnh giáo ít kinh nghiệm ban đầu thì có vẻ tôn trọng các thứ sau khi thắng được 10 kỵ sĩ thì rahan bắt đầu lên mặt inglis thì nhìn ra được trò mà tên này sử dụng tên này đã dùng ma thuật để làm chậm di chuyển của các kỵ sĩ khiến họ không kịp trở tay cũng sắp tết rồi hẳn anh em nào cũng đang sắm sửa đợi tết đến nhỉ đa phần ai cũng có việc để làm như đi vui chơi thăm gia đình này nọ này kia thế nhưng với những ai không có việc gì để làm trong những ngày tết thì cho phép mình giới thiệu đến anh em tựa game Genshin impact tựa game nhập vai thế giới mở với phong cách anime đến từ nhà phát hành hozovert và sắp tới là bản cập nhật 4.4 với tên gọi sắc diều đón gió xuân đây là phiên bản chào mừng tết nguyên đán với rất nhiều nội dung và phần quà hấp dẫn khởi đầu với những nhân vật mới, Xianzun, 5 sao, hệ phong, sử dụng pháp khí. Xianzun là vị tiên hạc ẩn giật ở đất nước Ly với sở trường là cơ quan thuật, là nhân vật hỗ trợ chuyên biệt để bắp sát thương cho các chủ lực tấn công khi đáp. Thứ hai là Ga 4 sao, hệ hỏa, sử dụng đại kiếm Ga là tiêu sư của kiếm hạp tiêu cục. Với lối chơi là sát thương chủ lực theo phong cách tấn công khi đáp, kết hợp khéo léo các động tác múa lân cực kỳ uy mãnh và đẹp mắt vào trong đòn thế của mình. Có nhân vật năm sao mới thì chắc chắn phải có vũ khí mới chấn phái dành cho nhân vật đó. Dư âm tiếng hạc, pháp khí với tạo hình chiếc quạt rất đẹp mắt và là vũ khí mạnh mẽ dành riêng cho nhân vật Xianyun. Trong banner cầu nguyện này, chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của ba nhân vật năm sao giới hạn cũ cực kỳ mạnh mẽ và hấp dẫn. Loli quốc dân Nahida hệ Thảo, 5 sao, sử dụng pháp khí, là một nhân tố không thể thiếu trong các đội hình sử dụng nguyên tố Thảo. Nahida sẽ có mặt trong giai đoạn 1 của phiên bản cùng với Xianyun. Tiếp theo là Xiao hệ Phong, 5 sao sử dụng vũ khí cán dài. Thứ ba là waifu mà nhiều anh em mong muốn và là tiêu điểm của những đợt cosplay Raemiko, ja hệ lôi, năm sao sử dụng pháp khí, Xiao và Raemiko ja sẽ là những nhân vật năm sao giới hạn được mở ở giai đoạn thứ hai của phiên bản. Tại phiên bản này cũng sẽ có 3 nhân vật cũ được nhà phát hành dành tặng những bộ cánh mới lộng lẫy để đón xuân. Đó là Ganju với trang phục hoa ngọc ngát hương, sân Hư với trang phục giọt sương hoa băng, Sinh Kiêu nhưng đa phần anh em đều đọc là Sinh Quy với trang phục màn mưa rừng trúc. Đáng chú ý, đó là chúng ta sẽ được tặng miễn phí trang phục của nhân vật Sinh Kiêu thông qua việc tham gia chuỗi sự kiện của phiên bản sắp tới phiên bản mới cũng sẽ mang đến khu vực bản đồ mới cho các nhà lữ hành thỏa sức khám phá đó là trầm ngọc thiên nham vạn thác thuộc nham quốc ly duê và chắc chắn khu vực mới cũng sẽ có boss mới đó là ẩn sơn nghe thú một loài thú sống ẩn cư hình dạng giống loài lân trong truyền thuyết và chúng cũng chính là cảm hứng để các nghệ nhân xưa sáng tạo ra nghệ thuật múa lân cùng tham gia chuỗi sự kiện sắc diều đón gió xuân để gặp gỡ các nhân vật thân quen nhận được nhiều phần thưởng quý giá bao gồm nhân vật 4 sao ly duê miễn phí trang phục sinh kiêu miễn phí và đăng nhập hàng ngày để nhận 10 mối duyên vương vấn hoàn toàn miễn phí nhé các bạn Ai chưa tải game thì mình có để link dưới phần mô tả và bình luận. Còn giờ thì tiếp tục với phim. Raphael chạy đến và cũng muốn vào thỉnh giáo. Inglis đã bảo cậu là hạn chế nhìn vào mặt Zahan nên lúc đấu Raphael gần như chỉ nhìn vào chân để đánh. Nhưng cách này đã khiến Raphael bị hạn chế tầm nhìn và rồi bị lừa cho húc vào tường và bị quất cho thua cuộc. Inglis quyết định vào cuộc để dạy cho tên nhóc vinh váo này một trận cho đáng mặt người lớn. Zahan coi thường nên cô phải đe dọa là nếu hắn không đấu thì cô sẽ vạch trần cái trò bịp bợm của hắn ra cho mọi người ra han đành chấp nhận nhưng vẫn không tin là bản thân sẽ thua cha muốn inglis đừng có đặt mình vào nguy hiểm nhưng cô bảo cha cứ yên tâm hoặc không thì cô sẽ mách mẹ việc cha lén giấu quỹ đen để mua đồ linh tinh bị chọc đến tim đen khiến cha đành phải ủng hộ cô ra sân sở dĩ inglis có thể dùng Ezra để phá giải phép của ra han nhưng nó lại dễ quá nên cô đã chọn nhắm mắt mà đánh mọi đòn của ra han đều bị cô đánh chặn và rồi bị đáp trả bằng một đòn đau điếng Rahan cực kỳ cây cú vì thất bại này còn cha cô lại rất mừng khi nhà có một thần đồng một năm sau rani và inglis được đưa đến nhà thờ để làm lễ nhận ấn chú inglis cho ta biết ở thế giới này eze được gọi là mana và ấn chú này sẽ giúp con người có thể điều khiển được mana ấn chú có bốn loại từ thấp đến đặc biệt và nó cho phép người ta truyền mana vào vũ khí để cường hóa nó ấn chú của rani cho phép cô cường hóa cung và cũng chỉ là dạng trung cấp inglis thì không muốn dính phải cái đặc biệt vì mẹ cô cũng không muốn điều đó Người mang ấn đặc biệt sẽ phải chịu nhiều trói buộc về trách nhiệm nên English đã đưa tay vào nhưng không hề có ấn vì cơ bản cô đã có thể điều khiển được Ezer nên không cần ấn để điều khiển mana nữa. Cô đã dùng Ether để ngăn cản quá trình khắc ấn chú. Và kết quả là tay cô không có ấn chú nào, cha hơi buồn vì cô sẽ không thể thay ông làm trưởng kỵ sĩ đoàn. Nhưng English đã chọn sẽ làm phụ tá cho Rani khi cô vào kỵ sĩ đoàn. Nhưng cô vẫn có tư cách như một kỵ sĩ bình thường. Vài năm nữa trôi qua, Rani và English giờ đã ở trong kỵ sĩ đoàn. Cả hai lúc này đang chú mưa cầu vồng, cơn mưa này sẽ biến mọi sinh vật thành ma thú sinh vật tạo ra mưa cầu vồng có thể tiêu diệt cả một quốc gia và nó được gọi là vua của các ma thú inglis rất hứng thú sau mỗi cơn mưa vì sẽ có ma thú để đánh rani thấy inglis đúng là tâm hồn chiến binh trong cơ thể thiếu nữ ư ừ thì cũng không sai mưa đã tạnh nên cả hai ra ngoài thì thấy hai lan đây là một vùng đất bay trên trời người của hai lan sẽ tiêu diệt phần lớn ma thú cho người bên dưới và người bên dưới sẽ cống lễ vật cho những người bên trên rani cho rằng nếu thấy được hai lan thì sẽ có một điều ước thế là cô muốn English ước cùng Rani thì ước cho anh trai luôn khỏe mạnh còn Inglis ước sẽ có đối thủ mạnh để đấu. Tối đó cả hai đã đến dự một bữa tiệc và lần này sẽ có một người ở Hai Lan đến tham gia. Rani cho biết rất nhiều người đang ngắm nhìn Inglis. Cô không chịu được những ánh mắt đầy dục vọng của mấy tên đàn ông tại đây. Cô giờ mới hiểu được cảm giác của các cô gái vì kiếp trước bản thân cũng hay ngắm họ như vậy. Inglis thấy giờ nên ăn năn là vừa. Đúng lúc thì cả hai gặp ông lãnh chúa và là cha của Rani. Ông đã giới thiệu cả hai với Leon. Một thánh kỵ sĩ làm việc cùng Raphael cậu thì đang có việc nên chỉ mình Leon đến đây. Leon cũng giới thiệu cả hai với quan thị sát và cả thanh niên đến từ Highlands. Người đó không ai khác ngoài thanh niên Rahan năm nào. Hắn và cha đã quyên góp một đống tiền để hắn trở thành công dân của Highlands. Leon đã phá đi bầu không khí căng thẳng bằng cách đưa cả hai cô gái đi gặp một nữ thánh kỵ sĩ khác. Leon cho biết mấy tên ở Highland đều như vậy, họ cao ngạo và xem người mặt đất là sâu bọ. Anh cũng chẳng thể làm gì chúng và nếu bắt buộc thì anh cũng phải liếm giày chúng. Rani muốn anh đừng hạ thấp bản thân và danh dự của thánh kỵ sĩ như vậy. Leon cũng xin lỗi vì đùa hơi quá. Anh đã đưa cả hai đến gặp nữ thánh kỵ sĩ kia, cô là Eris, nhưng khi nghe hai cô gái đến gặp và có liên quan đến Raphael thì cô đã tắt Leon rồi xin phép rời đi. Đúng lúc này thì trong kia có tiếng hét nên cả ba đã chạy vào. Một người vừa bị thiêu chết ở đây bởi Jahan, sự tình đã được kể lại như sau. Cô kỵ sĩ đây bị tên Jahan ép phải qua đêm, nạn nhân bị thiêu đã bất bình và can thiệp để rồi mất mạng. Jahan muốn họ ngụy tạo cái chết của tên kia để bản thân giữ được danh tiếng chẳng ai dám trái lời vì người của hai lan còn có quyền cao hơn vua. Inglis thấy hắn đã biến chất và cô sẽ chịu phạt thay cô kỵ sĩ kia. Hắn đã đồng ý vì muốn rửa mối nhục năm xưa. Inglis sau đó đã đến dinh thự của Ra Han một mình thì gặp Eris ở đây. Eris muốn đến cứu Inglis nhưng cô biết Eris kiểu gì cũng sẽ ám sát Ra Han. Eris biết khuyên Inglis về thì không được nên quyết định đánh một chút để dọa Inglis bỏ về. Nhưng Inglis lại thích thú khi có đối thủ mạnh để giao lưu. cả hai đã bắt đầu lao vào đánh thì Inglis thấy Eris khá mạnh mà giải phóng Ezra ra để đánh nhưng việc này đã khiến Eris nhận ra cô không hề yếu và đủ để lo cho bản thân nên không cản nữa. Inglis muốn cô hãy nhiệt liệt cản và đấu thì Eris từ chối. Đột nhiên một tia sét bay qua và đánh trúng Eris. Cô biết đòn này là từ Leon. Leon cũng đành ra mặt và anh ta đã ở trong trạng thái chiến đấu để sẵn sàng ngăn cản cả hai. Eris đã hỏi Leon về việc anh tính phản bội hay gì thì anh ta giải thích rằng mình không hề phản bội. Anh sẵn sàng hy sinh mạng sống để bảo vệ mọi người dân. Tuy nhiên ảnh cũng không thích cách phục tùng hai lan của vương quốc nên Leon quyết định là sẽ gia nhập huyết thiết tòa một tổ chức chống lại bọn Hai Lan và muốn truyền bá công nghệ của bọn chúng cho người ở mặt đất. Tuy nhiên theo Eris cho biết là không ít thành phố đã bị phá hủy trong trận chiến của tổ chức ấy và bọn Hai Lan. Leon muốn bắt làm quà ra mắt tổ chức và sẵn tiện mời luôn Inglis vào hội. Nhưng mà cô từ chối và tạm thời theo phe Eris để nó được đấm nhau với Leon. Thấy cô có vẻ khá điên nên Leon đành tạo ra vài con thú sấm sét từ thánh di vật của anh ta và tấn công Inglis. Cô vừa đánh vào thì con vật đó phát nổ làm cô khá khó chịu. Tránh đòn không được nên Inglis đã bao phủ Ezer xung quanh để tạo thành lá chắn làm mấy đòn phát nổ của Leon trở nên vô dụng. Cơ mà Leon nhanh chóng nhận ra lá chắn ấy không thể duy trì được lâu do gây hao hụt thể lực nên anh ta đã phản công liên tiếp bằng thú sấm sét. Nhưng mà việc chưa kịp làm thì anh ta đã ngay lập tức bị Inglis đá văng bỗng nhiên Rani từ trong dinh thự nhảy ra ngoài. Theo sau là một con ma thú đang cố gắng bắt lấy cô. Inglis xông vào đá văng con ma thú đi để bảo vệ cô bạn. Sau đó Rani nói cô có mặt ở đây là để xử lý ra han giúp Inglis tuy nhiên khi đến nơi thì không hiểu sao hắn lại hóa thành ma thú và quay sang tấn công cô khi ấy leon thú nhận với mọi người rằng con ma thú đấy là do anh đầu độc ra han bằng một thứ thuốc cô đặc mà biến thành sản phẩm đó đến từ tổ chức huyết thiết tỏa kẻ nào bị biến thành ma thú do thứ thuốc ấy thì sẽ chẳng có cách nào mà trở về lại thành người nói xong thì leon chim cút luôn để lại con ma thú ra han này cho nhóm english xử lý cùng lúc ấy cha của rani cùng viện quân xuất hiện trợ giúp không muốn ai biết sức mạnh của mình nên english kéo tay eris nhằm mượn gió bẻ măng English cùng cô ta đá bay kẻ địch ra khỏi thị trấn để cô toàn sức xử lý mà không sợ ảnh hưởng đến thường dân cũng như là thoải mái tung sức mà không bị ai thấy khi đã có thể riêng tư chiến đấu English nhẹ nhàng hội tụ năng lượng và tung chiêu trưởng bay màu ma thú không còn một dấu vết rồi nằm gục luôn do hết thể lực sáng hôm sau Eris nói English cùng Rani rằng cô sẽ báo cáo với Highland rằng vụ việc này là do Leon và huyết thiết tỏa gây ra nên là cả hai sẽ không bị liên lụy đồng thời cổ sẽ giữ kín luôn về sức mạnh của English nên là cô hãy nhớ là cô nợ chị đây một ân huệ Nói xong Eris định tạm biệt thì Inglis hỏi chuyện sao cô lại nổi giận khi Leon giới thiệu cô với cả hai, nhưng cô xin được giữ bí mật chuyện đó rồi rời đi. Thời gian trôi qua Inglis và Rani đã 15 tuổi. Hôm nay là cả hai đến vương đô để nhập học tại học viện kỵ sĩ. Mục tiêu của Rani là trở thành thánh kỵ sĩ còn Inglis tất nhiên là rèn luyện để làm kỵ sĩ cận vệ cho cô bạn thân tại điểm dừng chân trong thị trấn. Trong khi cả hai đang ăn thì được người dân cho biết lãnh chúa của thị trấn này là Hai nhưng lại là một người rất tử tế và tốt bụng hơn cả lãnh chúa đời trước ngoài ra vị lãnh chúa đấy còn đang tuyển mộ kỵ sĩ và lính đánh thuê để chuẩn bị cho công cuộc càn quét lũ ma thú đúng là cơ hội để kiếm tiền tiêu cho cái bụng ăn như cả đoàn người của cả hai sau khi dễ dàng vượt qua kỳ tuyển chọn chỉ bằng cách đánh bại vài ba kỵ sĩ inglis cùng rani đã xả hơi trong một nhà tắm của ban tổ chức kỳ thi cả hai được diễn kiến lãnh chúa vì nghe được tin về việc hai kỵ sĩ rất mạnh gia nhập nên là cô ấy đã đến đây gặp mặt và sẵn tiện giao nhiệm vụ bắt những kỵ sĩ xấu xa của lãnh chúa đời trước do chúng có hành vi bạo lực với người dân ở thị trấn hôm sau ở khu căn cứ của bọn chúng Nhóm Inglis với lãnh chúa cùng đoàn quân của cô đã bị bao vây bởi kẻ địch. Tại đây Inglis khá vui khi gặp mặt một đối thủ khá mạnh là một nhân vật đặc biệt của tổ chức huyết thiết tỏa. Inglis đã giao việc xử lý đám Lola cho Rani còn cô tất nhiên là đấu với chỉ huy tóc đỏ này rồi. Do thấy sức mạnh từ Ezra tỏa ra từ Inglis khá mạnh nên ả tóc đỏ này tỏ ra hưng phấn mà lao lên tấn công. Vì cô ả đã lâu rồi chưa được đánh với đối thủ mạnh như này. Thấy đối thủ cùng chung chí hướng nên Inglis thích thú né đòn tấn công nhằm thu hẹp khoảng cách rồi đấm kẻ địch xuyên tường. Ata à ta đứng dậy và thắc mắc tại sao một người mạnh như Inglis lại đi phục tùng bọn hai lăn. Cô phản bác cho rằng cô cảm thấy lãnh chúa đây có vẻ là người tốt. Người dân ở đây ai cũng thích ngài ấy nên ả à tóc đỏ nói cô hãy điều tra về việc người dân nơi đây bị hút mana thì sẽ biết bộ mặt thật của bọn chúng. Sau đó ả à ta liền sử dụng tuyệt chiêu tấn công Inglis từ chiều không gian khác làm cho cô bị thương một bên hông. Nhưng khi mà Inglis đã biết được kỹ năng này thì nó chỉ còn là mũi đốt inox. Cô dễ dàng tránh né và chụp được cây thương từ cô ta nhưng cô lại bị ả đá văng đi vì cô không ngờ đối thủ lại có thể dịch chuyển một phần cơ thể vào chiều không gian khác đỡ không được thì tạo lá chắn English đã dùng năng lượng Ezer để che chắn quanh cơ thể và lao đến hạ gục ả chỉ với một đòn cùng lúc đó Rani đã chạy vào để kiểm tra thì bị ả tóc đỏ dùng kỹ năng xuyên không bóp cổ và uy hiếp để yêu cầu English thả ả ta đi khi được English đồng ý cô ta hỏi danh xưng của English và giới thiệu bản thân tên là Sistia khi thành công bắt giam giữ toàn bộ kỵ sĩ đời trước thì hai cô gái được lãnh chúa mời về dinh thự dùng trà để cảm ơn đồng thời lãnh chúa cũng muốn cho cả hai biết về một bí mật lãnh chúa dẫn cả hai xuống sâu dưới hầm và đến trước một pháp trận đây là pháp trận bay thứ này sẽ hút mana của người dân xung quanh và khi đủ thì nó sẽ bay lên và trở thành đất và lãnh thổ cho bọn hai lan lý do cô nói cho cả hai là vì thâm tâm cô muốn được ai đó cảm thông và tha thứ cho cô vì đã giấu mọi người Rani nghe vậy thì cho lãnh chúa biết sắp tới cô và Inglis sẽ đến học viện kỵ sĩ và khi thành công trở về thì cô sẽ ghé qua để giúp lãnh chúa. Đột nhiên đến đêm đó thì lãnh chúa đột nhiên bị biến thành ma thú. Do bà người hầu trong dịnh thự của lãnh chúa từ lâu đã rất ghét người của Highland nên đã trà trộn. Vào làm người hầu và bà ta đã trộn thứ thuốc cô đặc kia vào trà của lãnh chúa để biến cô thành ma thú. Bà ta sau đó cũng bị ma thú xử lý trong một đòn Inglis đã nhanh chóng bảo mọi người sơ tán. Còn Rani thì hỗ trợ cản chân ma thú sau đó inglis đã một mình tiến đến nhằm tìm cách hạ ma thú mà không tổn thương đến lãnh chúa cùng lúc đó sistia bất ngờ xuất hiện cùng thủ lĩnh của huyết thiết tỏa mục đích là tiêu diệt con ma thú để bảo vệ người dân cùng lúc thì lãnh chúa với chút ý chí còn sót lại đã định tự kết liễu bản thân để bảo vệ những đứa trẻ mà cô nhận nuôi từ trước chúng không biết từ đâu xuất hiện ra đây inglis đã nhanh chóng tiến tới ngăn cản cô và inglis đã quyết định giao kèo với thủ lĩnh huyết thiết tỏa cô muốn cùng hắn hợp tác và cô sẽ xử lý chuyện này hắn đồng ý với điều kiện nhóm Inglis phải rời đi khỏi thị trấn để hắn có thể phá hủy ma trận bay. Đối diện với con ma thú, Inglis đã dùng hết sức để chuyển Ezer thành mana và thành công đóng băng con ma thú. Còn tên thủ lĩnh kia cũng chẳng biết tại sao lại có sức mạnh Ezer như Inglis. Hắn đã giúp cho cô hóa nhỏ ma thú lãnh chúa lại và sau đó hắn đã giao khối băng lại cho cô rồi quay đi. Như giao kèo từ trước, Inglis cùng Rani đã tạm biệt mọi người và lên đường đi tới địa điểm kế tiếp. Và cô lãnh chúa này đã ở dạng ma thú tí hon inglis và rani sau đó đứng trước con ma thú bị đóng băng và tự hỏi nó có sống lại nếu giã băng hay không rani muốn cô đừng nói xà lơ ở thánh điện kẻo bị người ta khiển trách giờ đột nhiên có kỵ sĩ đi đến và rani đã xin lỗi vì tưởng người này nghe được mấy lời mà inglis nói nhưng anh ta chỉ nói cả hai đi đến nơi an toàn vì có ma thú đánh vào thị trấn inglis thấy thích thú nên chạy đi luyện tay một lúc cô nhận thấy nơi này có khá nhiều kỵ sĩ nên không lo việc người dân gặp nạn nên đã chạy đến và thấy ai nấy cũng đang tích cực đánh ma thú một con ma thú sắp lao đến cô và vừa định đưa tay ra cản thì một cô gái khác đã lao ra chặn đòn thay cô gái này bảo cô không có ma thạch hay đồ hỗ trợ mà lao đầu vào đánh ma thú thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết inglis không biết cô gái này là ai nhưng nhìn quả ấn thượng cấp thì chắc không phải dạng vừa cô gái này có khả năng phóng to thanh kiếm và vung một đường chém sạch cả đàn ma thú chuột lao đến một con chim nữa định đánh lén thì cô cho kiếm ra chặn nhưng đánh hụt nên inglis đã lao lên xử lý thay inglis đã mượn kiếm của cô gái này để nhảy lên và sút những con trên trời xuống cho cô gái này chém Cô gái kia biết bản thân quả là đã lo hơi thừa cho Ingris nên xin lỗi trước. Hai bên sau đó đã giới thiệu và cô gái kia tên là Leo này. Cả hai đã cùng phối hợp và một lúc sau thì Rani cũng đến. Rani trách Ingris đã chạy trước mà không thèm chờ. Rani sau đó giới thiệu bản thân với Leo này thì cô nhận ra Rani là em gái Raphael. Raphael đã từng giúp Leo này khá nhiều nên cô rất mang ơn. Kỵ sĩ gần đó cũng cảm ơn cả ba đã giúp và có phần thưởng muốn trao, nhưng anh ta từ chối cảm ơn Leo nay vì cô là kẻ phản bội. Leo nay muốn giấu nhưng anh ta vẫn kể ra rằng Leo là em gái của Leon và là kẻ phản bội đất nước này mà bỏ trốn. Nếu đi cùng Leo thì cả hai cũng sẽ bị dè biểu. Nhưng Rani không thích phần thưởng để rồi bỏ rơi Leo Raphael cũng tìm đến và cho biết họ đừng có bắt nạt Leo nữa. Gặp lại hai đứa em thì Raphael cũng bất ngờ. Raphael đã khen English sinh lên khiến cô gái đi bên cạnh bất ngờ. Raphael đã giới thiệu đây là Ripple, một thánh kỵ sĩ cấp cao giống như Eris. English biết Ripple hẳn cũng rất mạnh. Raphael quyết định mời cả ba đi ăn để tiện nghe kể chuyện luôn. Inglis sau đó đã kể lại chuyện cả hai đã gặp cho Raphael nghe. Raphael thấy cả hai cũng hay khi gặp thủ lĩnh của huyết thiết tỏa mà vẫn an toàn. Nhưng cái Inglis quan tâm là sự tồn tại của ma pháp bay, dù biết thứ đó nhưng chẳng lẽ họ lại chấp nhận giao thị trấn đó cho hai Lan Nhưng họ cũng không thể tha thứ cho thị trấn vì đã dè biểu Leo nay. nhưng Leo nay không muốn trách họ. Vì vốn dĩ là do Leon đã phản bội khi anh ta đã giết giám sát quan của Vương Đô và cả sứ giả của Hai Lan, nhưng Rani cho rằng Leon làm vậy là do Ra Han bạo ngược nên mới gây ra việc đó và Leon trông không hề giống người xấu, leo như được an ủi phần nào. Có điều sự thật là Leon đã phản bội đất nước và cô ngày nào đó sẽ tự tay bắt được Leon. Leo giờ vẫn chưa phải kỵ sĩ chính thức mà cần phải đi qua trường đào tạo trước. Tình cờ thì Rani và Ingris vẫn chưa qua trường nên cả ba sẽ đi chung luôn. Còn về vụ ma thú đột nhiên xuất hiện ở thị trấn thì họ đã có cách giải quyết. Raphael nghi ngờ là do con ma thú trong băng này là thứ thu hút ma thú nên quyết định di rời nó đi chỗ khác. Trên đường di rời thì Ripple đã trò chuyện riêng với Ingris. Cô biết Inglis là người phi thường mà Eris đã kể lại. Ripple cho biết con ma thú đó đã tự nhốt mình trong băng vào 40 năm trước và cô đã chứng kiến tận mắt điều đó. Nếu xét về tuổi thì có thể xem cô đã là một bà già, Inglis cũng chẳng lạ vì cô thực ra cũng là một ông già. Xét theo biến động gần đây thì có vẻ con ma thú trong băng đó sắp hồi sinh. Và họ sẽ đưa nó ra biên giới để dụ ma thú ra đó, vừa để ngăn ma thú gây hại cho nước mà còn vừa để đe dọa đường tiến công của nước đối địch. Inglis muốn Ripple hãy gọi cho cô nếu con ma thú này thức giấc để cô được chiến đấu một trận. Rafael sau đó đã chia tay ba đứa em để tiếp tục vận chuyển còn cả ba sẽ quay lại vương đô. Inglis háo hức muốn chờ đến lúc con ma thú hồi sinh để cô được chiến đấu với nó. Nhóm Inglis sau đó đã về vương đô và nhập học ở học viện kỵ sĩ hoàng gia. Ở tiết đầu tiên, họ đã được gặp hiệu trưởng Milly. Cô có ấn đặc biệt như Rafael nên sức mạnh cũng ngang một thánh kỵ sĩ. Nhưng người khác thì cứ bàn tán về việc em gái của kẻ phản bội nhập học khiến Jani muốn lên tiếng thì thị Inglis cản lại. Nhưng cô hiệu trưởng sau đó muốn họ làm nóng người với bài đầu tiên, khi nghe ai nấy đã bỏ thánh di vật ở lớp thì cô đã cho cả bọn lên một sân đấu và khiến cả bọn dính phép trọng lực. Cô cho biết khi luyện tập thì đây là tình trạng mà họ phải chịu. Cô sau đó thả ba con golem ra để họ sinh tồn trong 10 phút, ai qua được thì miễn một tháng tiền ăn trong căng tin. Nhưng Inglis ném luôn cả ba con ra khỏi sân khiến ai nấy đều qua bài. Cô hiệu trưởng rén nên muốn làm lại và cái vừa nãy là mẫu. Như lần hai vẫn như lần một nên cô lại bảo làm mẫu và chạy lên thỏa thuận với Inglis là cô sẽ cho Inglis và hai đứa bạn ba tháng ăn miễn phí nhưng đừng ném golem ra khỏi sân nữa hiệu trưởng giờ mới bảo là thi thật nên cả bọn ngay lập tức bị đập bay khỏi sàn. Chờ đến khi chỉ còn 5 6 người nữa thì cô đã tăng trọng lực lên khiến ai nấy không đi nổi và bị đấm bay khỏi sàn hết. Còn mỗi English sau cùng thì cô vẫn dễ dàng nhảy lên và sút hết golem ra ngoài và giành được phiếu ăn miễn phí, nhưng cô muốn hiệu trưởng đừng quên giao kèo. Tối về ký túc, English và Rani thích thú vì đồ ăn quá ư là ngon và còn được ăn thỏa thích. Đột nhiên cả hai thấy bạn cùng phòng với Leone phàn nàn với hiệu trưởng về việc ở chung phòng với Leone và còn để Leone nhập học cô ta yêu cầu đổi phòng nên rani đã lên tiếng và quyết định đưa leo ne đến ở chung với cô cả ba sau đó ở chung một phòng dù chỉ có hai giường nhưng cả ba vẫn quyết định ngủ chung rani đặt lưng là ngủ leo ne thì nghĩ là đã phiền đến cả hai nhưng inglis cho rằng leo ne không cần phải quá câu nệ vì cô không hề cô đơn sáng hôm sau rani và inglis lại ăn một đống đồ cho bữa sáng hai đứa bạn cùng khóa hôm qua đã cùng trụ lại trên sàn sau cùng với cả ba cũng đến đây cậu trai do dậy muộn nên giờ mới đến và bất ngờ khi cả ba ăn nhiều đến vậy nhưng Leo nay có một đĩa còn đống này là của hai cô bạn đây. Cả hai đều cho rằng ngân này là đủ cho một ngày nhưng cậu ta thấy từng này có khi đủ cho ba ngày luôn còn được. Cả hai thấy người ta xì xào thì leo này nghĩ là do cô. Nhưng cả hai đều là du học sinh nên không giành mấy vụ này lắm. Cả hai giới thiệu bản thân là Lati và Plum Plum muốn Lati ăn lẹ không lại muộn giờ học. Sẵn thế thì Rani và English quyết định làm thêm tăng hai. Hôm đó, thầy giáo quyết định dạy thể lực cho cả lớp bằng cách bắt họ chạy đến cảng xe bay. Nơi đó ở khá xa và thầy đã chạy trước. Những người khác cũng nhanh chóng chạy theo và Inglis thấy chạy không thì hơi chán nên đã tự dùng phép trọng lực của cô hiệu trưởng lên bản thân để tăng tí thử thách. Nhưng rồi cô cũng lao thẳng lên và vượt qua gần như mọi người, hai cô bạn thấy Inglis có vẻ chậm thì bị cô vượt qua cái vẻo. Thầy giáo thì đang ung dung trước kia thì Inglis chạy lên và chạy ngang với thầy. Cô hỏi bản thân có được chạy trước không thì thầy bảo cứ thoải mái, Lati cũng chạy lên theo và đang mệt đứt hơi thì Inglis lại vượt lên chạy trước khiến Lati nhìn mà chịu thua. Họ sau đó đã đến cảng xe bay và đây mới là bài học chính của hôm nay họ sẽ làm quen với việc lái thứ này, họ sẽ chia nhóm 3 người để lái xe bay này. Inglis sau đó xin được thử trước, hướng dẫn đã được dán sẵn trên đó, Inglis thành công khởi động xe bay và bắt đầu bay lên. Nhưng Lati sau đó lái và dẫn trước cô và còn cho rằng bản thân ăn đứt môn này thì Inglis bắt đầu cay. Cô quay ra sau bắn phép để đẩy bản thân bay nhanh hơn vì ghét thua người khác, ai nấy chóng ngợp còn thầy thì chỉ biết cười trừ. Lati cũng phải dành lời khen ngợi Inglis khiến Plum thấy ghen tị vì Lati còn chưa khen cô được lần nào, nhiều ngày học tập trôi qua hiệu trưởng sau đó đã công bố năm cái tên xuất sắc nhất ngoài ba người nhóm inglis thì còn có plum và cô gái đã từ chối ở chung phòng với leo này họ sẽ bị gửi vào một nơi gọi là mê cung thử thách nếu vượt qua được thì sẽ được tiến cử nơi đó khá nguy hiểm và plum quyết sẽ không thua inglis inglis cảm nhận được là có sự ganh đua ở đây nên cũng kệ mỗi người sau đó được cho một cánh cửa để đi vào thử thách họ được đưa vào một không gian tăm tối inglis thấy trong này liên tục hiện lên những hình ảnh về những đối thủ mà cô đã từng giao chiến kế đến là hình ảnh về những thời gian hồi còn nhỏ của cô và sau đó là cả hình ảnh tiền kiếp. Cô chạm mặt người thừa kế ngôi vua ở tiền kiếp và muốn hỏi lý do đất nước sau khi cô ra đi lại loạn lạc như vậy. Có điều dù có hỏi thì cũng chẳng được gì nên cô đánh bay tên đó và muốn đi trước khi hình ảnh về nữ thần cũng xuất hiện. Cô sau đó đục lỗ trên trần và phá hỏng không gian. Ở phía trên có nhiều tầng khác và cô đã gặp Liz. Người đã kỳ thị Leo Ne lần trước, cô thắc mắc sao English làm được thì English chỉ là hơi chán với không gian này nên muốn làm gì đó thú vị. Liz muốn English hãy giải thích với Rani vì cô thấy Rani cứ có vẻ làng tránh cô. Inglis nghĩ vấn đề là vì việc cô kỳ thị leo này. Liz giờ cũng nhận ra bản thân đã quá lời nên muốn xin lỗi và giúp Inglis. Cô sau đó tung cánh ra và đưa Inglis lên tầng trên. Tại đây họ gặp lại leo này. Leo này đang bị hình ảnh của anh trai và bản thân lúc nhỏ ngăn cản. Cô muốn bắt anh trai Leon bằng mọi giá nhưng bản thân cô lúc nhỏ lại ngăn cản. Bố mẹ cũng không cho phép khiến cô khó mà ra tay. Thế là Inglis đã đến giúp. Nghe việc Inglis đục trần thì leo này thấy hơi sai để tí nhưng có ai cấm đâu mà sợ. Liz sau đó giải quyết nốt phần còn lại và đến xin lỗi leo này cả ba sau đó cùng ra khỏi mê cung bằng một cánh cửa cô hiệu trưởng thấy hơi lạ nhưng dẫu sao thì cả ba cũng được tính là đỗ còn plum cũng đã ra ngoài nhưng mà là trượt thẳng cẳng vì đánh không lại ảo giác rani sau đó cũng đi ra và đã đậu cả nhóm chính thức qua môn và quyết định tối nay mở tiệc họ sau đó quyết định dọn đến phòng của lis để ở lis đã mở cửa đón ba đứa bạn nhưng chỉ để leo ne vào rồi đóng cửa đang đứng hình ngoài kia thì lis bảo dưỡng tí thôi họ sau đó vào trong và quyết định tối nay phải quẩy hết mình Liz thấy đồ ăn mang đến thì không ngờ lúc nãy họ đã ăn một đống mà giờ còn ăn tiếp được, dẫu sao thì cả nhóm cũng đã rất vui vẻ suốt đêm đó. Hiệu trưởng sau đó thông báo là sắp có tiệc để mừng đặc pháp viên mới của Hai Lan được bổ nhiệm. Và English và Rani được mời, Liz là con của tể tướng nên cũng được mời và cô đã xin cha để đưa cả Leo Ne đi theo. Cả nhóm sau đó dẫn Leo Ne đi mua váy dự tiệc, đột nhiên nghe thấy có ma thú nên cả ba chạy đi xem thì gặp lại Eris và Ripple. Cả hai đã xử lý xong ma thú, Ma thú nhìn giống con người khiến cả ba nghĩ là hai lần nào đó lại bị biến đổi, nhưng đây chỉ là ma thú dạng thú nhân. Nhưng nhìn Ripple có vẻ không ổn lắm, nhưng Ripla vẫn tự tin bản thân ổn, nhưng Eris đã nhận thấy điều này gần đây. Ripple thời gian gần đây cứ liên tục có biểu hiện khá đáng ngại mỗi khi đánh xong ma thú, nhưng cô vẫn cho rằng bản thân ổn và chỉ hơi mệt, nghỉ chút là hết. Họ không biết việc ma thú xuất hiện có phải do huyết thiết tỏa hay không thì cái này phải điều tra mới biết được. Cả hai sau đó cũng đưa cho ba cô gái một túi tiền để mua váy mà Raphael gửi đổi lại thì cả hai cũng sẽ đi mua sắm chung đến ngày dự tiệc. Ai nấy đã mặc lên những bộ váy cực kỳ xinh xắn, nhưng Inglis và Rani thì lại thấy đói vì nghe có tiệc nên để bụng mà chưa ăn gì. Trên đường đi, cô hiệu trưởng muốn nhân cơ hội lần này để nhờ đặc phái viên mới này giúp đỡ vài việc do cô và người này có quen biết nhau. Leo nay muốn nhờ cô hỏi về thông tin của huyết thiết tỏa, nhưng theo lời Liz thì thông tin đó gần như là tuyệt mật nên sẽ không dễ gì chia sẻ cho học sinh như họ. Inglis cho rằng thông tin này tốt nhất là họ nên tự điều tra. Họ sau đó gặp vừa ra khỏi xe ngựa thì Rani đã vội chạy vào mà vấp té. Cả nhóm gặp lại Rafael và cậu rất đỏ mặt khi thấy Inglis trong bộ váy cực kỳ xinh, nhưng cả hai thì chỉ thấy đói mà muốn ăn gì đó thật sớm. Lee xin phép tách nhóm để đi chào hỏi cha, thế là Rafael đã đưa cả ba cô gái và hiệu trưởng vào trong. Vừa vào thì tiếng bụng lại kêu nên Rafael đã nhận thay để hai cô gái đỡ xấu hổ. Cậu dẫn cả hai đến bàn ăn và cứ nghĩ là sắp được bỏ bụng thì ma thú xuất hiện dẫm nát bàn tiệc. Rani bắt đầu than vãn nhưng English đã lấy được ít đồ ăn để chia cho cô bạn họ quyết định phải bảo vệ số đồ ăn còn lại rafael đã đứng ra chiến đấu và inglis thấy cậu đã mạnh lên rất nhiều còn rafael thì nhận thấy inglis chắc là không cần được bảo vệ inglis muốn ngày nào đó làm kèo với rafael một bữa nhưng cậu lại sợ làm inglis bị thương ăn được ông đây đi rồi tính hiệu trưởng sau đó nhờ rafael đến bảo vệ đặc phái viên còn ở đây để họ hiệu trưởng đã lấy vũ khí ra cho họ và rani thấy chẳng mấy khi mặc váy mà vẫn phải chiến đấu inglis sau đó bắn một phát vào đầu ma thú khiến nó gục xuống cô thấy làm vậy cho lẹ và đỡ bị bẩn váy Cô sau đó liên tục bắn như súng máy với tốc độ cực cao và để việc kết liễu chúng cho những người khác. Chúng liên tục kéo đến buộc cô phải bắn từ hai tay và khiến chúng không thể làm được gì ngoài chịu trận, và dù nhiều đến mấy thì cũng chết hết. Sau khi xử lý hết thì hai cô gái lại đi kiếm đồ ăn, Liz tìm đến và bảo họ đi theo vì Ripple đang rất lạ. Lúc kéo đến, cả nhóm gặp lại Eris, cô cho biết Ripple ban nãy đã gục xuống bất tỉnh và quái cũng từ đây kéo đến. Đặc phái viên mới lên là Theodore cho biết đây hẳn là trò do phe giáo chủ gây ra, trên hai lăn có hai phe phái đối lập nhau của họ là phe đại công, chuyên chia sẻ kiến thức và công nghệ cho người bên dưới còn phe giáo chủ thì ngược lại và khá là cực đoan. Hẳn là họ đã cấy gì đó vào Ripple do Ripple vốn đến từ phe bên kia, Eris không dám tin là họ xả thân chiến đấu để rồi bị chính Highland lợi dụng. Nhưng Rani cho rằng cũng nhờ Highland và những chiến binh như Eris mà mặt đất đã có nhiều công nghệ để giúp chiến đấu với ma thú tốt hơn. Ai nấy đều cho rằng điều đó là đúng, Theodore đã có lời khen cho Rani rằng cô không những xin mà còn tốt bụng. Inglis thấy Rani làm gì được như vậy và nghi ngờ Theodore đang định nên đứng ra chắn ngang. Đột nhiên nghe tên của Inglis thì Theodore nhận ra cả hai là người đã cứu em gái anh ta. Em gái anh ta chính là cô lãnh chúa lần trước đã bị biến thành ma thú. Tuy cô bây giờ đang ở trong dạng nhỏ này nhưng chỉ ít là vẫn có thể kéo dài thời gian cho đến khi tìm ra cách. Theodore muốn xin lại em gái nhưng cô lại có vẻ thích ở với Inglis hơn nên đã cắn tay anh ta vào chui lại vào trong hai quả bưởi để trốn. Cô hiệu trưởng thông báo là Ripple đã tỉnh. Ripple giờ không biết bản thân bị gì và đã hại đến mọi người. Cô muốn Eris là nếu lần sau còn thấy tình trạng tương tự thì hãy vứt cô ở chỗ nào đó không người là được. Nhưng Raphael và mọi người muốn đưa Ripple đến nơi nào đó để canh chừng đợi đến khi cô khỏe hơn là được. Nhưng English xin ý kiến. Cô muốn để Ripple ở học viện kỵ sĩ vì Ripo giờ đang bất ổn thì đã khiến lực lượng kỵ sĩ đang rất yếu. Nếu còn chia thêm người ra canh chừng thì sẽ còn yếu hơn nên để ở học viện thì sẽ ổn hơn. Raphael lo là ma thú xuất hiện sẽ khiến người dân liên lụy nhưng có cô hiệu trưởng đây nên khỏi lo. Sau một hồi thì họ đã thống nhất ý kiến, Leo nay không ngờ English nghĩ được xa vậy nhưng Liz biết thừa là English muốn giữ Ripple bên cạnh để khi ma thú đến thì cô còn có cái mà luyện tay. Cả học viện sau đó lại bị thầy giáo hành bằng cách chạy đường dài. Ai nấy cũng than nản vì chạy không nổi, nhưng với ai đó thì vẫn còn sung sức chán. English thậm chí còn vác cả xe lẫn thầy và Ripple mà chạy đầu khiến ai cũng nản vì cô quá khỏe và ao trình so với cả lớp. Theodore đã đưa Ripple đến giao phó cho học viện, cô hiệu trưởng đã gọi những học sinh ưu tú nhất đến. Ở khóa trên thì có một người là Silva. Người này có ấn đặc biệt và là em trai của một đoàn trưởng kỵ sĩ. Theodore đã cấp vũ khí đầy đủ cho họ để họ thay phiên canh chừng và bảo vệ Ripple. Inglis định lấy một cái thì bị Silva cho rằng cô không có ấn thì xài cũng bằng không. Anh ta buông lời coi thường Inglis và còn gọi Leone là em gái kẻ phản bội nên không yên tâm chiến đấu. Ai nấy bắt đầu phản bác lại Silva, còn Inglis thì đòi làm kèo. Ngay và luôn nếu muốn, một cô gái năm hai là Zua thấy việc ở đây có vẻ không cần đến cô nên ra về. Nhưng cô hiệu trưởng đã giữ lại vì Zua là chủ lực mạnh nhất của năm hai và còn từng ăn được cả Silva. Trước đây cả hai từng solo một trận và Zua ăn đứt Silva nên giờ bị Silva gạ kèo thì Zua nói là không muốn bắt nạt kẻ yếu. Đột nhiên Ripple lại xảy ra biến động mà bất tỉnh, ai nấy chuẩn bị sẵn và cô hiệu trưởng cũng dựng sẵn kết giới. Năm ba của Silva muốn đánh lượt này và bảo những người khác đừng đụng tay vào, nhưng English đụng chân. Và giờ thì ai nấy đều hiểu lý do cô không có ấn mà lại được gọi đến đây. Và cô cũng sinh nữa nên ai nấy cũng mê, Silva cũng đã dùng súng để đối phó và Rani thì bắn tên cô muốn Silva bớt giữ thể diện lại mà chịu phối hợp để đánh cho xong nhằm hạn chế thương vong nhất có thể ai nấy đều ra sức chiến đấu và dua đứng đờ một lúc thì cũng phải xông vào English nhận thấy dù cô đang hạn chế sức mạnh của bản thân nhưng đây là lần đầu có người vượt qua được tốc độ của cô cả hai sau đó dùng toàn đòn vật lý để đánh quái bay qua bay lại English thì muốn được tỉ thí với dua nhưng dua thì liên tục từ chối đánh xong thì hiệu trưởng thấy việc hư hại là không thể tránh khỏi và vài lần nữa thì chắc là học viện tan tành Silva đổ lỗi cho hai đứa xài vật lý khi không kiểm soát được sức mạnh Zua sau đó không nhớ tên English nên đã gọi cô là ngực bự để cho dễ nhớ. Vì Zua không giỏi nhớ tên người khác nên gặp ai cũng đặt biệt danh. English không tin được việc bản thân từng là vua một nước mà giờ lại bị đặt cho cái biệt danh đáng xấu hổ này. Cô sau đó họp mặt với lũ bạn và ai cũng bị đặt cho những biệt danh xấu hổ khác. Ripple ngồi nghe mà cười muốn nội thương, nhưng cả nhóm vẫn tỏ ra ghét Silva. Vì cái thái độ cao ngạo đó, ván cờ sau đó đã chơi xong và họ muốn rủ Ripple vào thử một ván nhưng Ripple giỏi vận động hơn thế là English rủ cô tỉ thí một trận. Ripple đồng ý ngay vì Theodore và hiệu trưởng cũng muốn xem thử thực lực của Inglis. Họ sau đó đến gặp hiệu trưởng. Cô và Theodore đã cùng tạo ra một thanh kiếm giúp Leone có thể đưa họ vào một chiều không gian giống như mê cung mà hiệu trưởng đã tạo ra lần trước. Vì Leone là người thành thục điều khiển dòng chảy nhất nên giao cho Leone, Inglis muốn Leone nhanh chóng tạo ra đấu trường cho cô và Ripple tỉ thí. Hiệu trưởng và Theodore cũng sẽ vào chung để đảm bảo không có gì bất chắc. Leone sau đó nhận lấy thanh kiếm và bắt đầu tạo ra không gian. Cô hiệu trưởng sẽ tạo ra kết giới để tránh đạn lạc nên họ cứ thoải mái mà đánh. English ngay lập tức lao đến đánh dồn dập với tốc độ cao nhưng đều bị Ripple né được. Ripple giờ mới đánh thật và rút súng ra bắn. Ripple liên tục giữ khoảng cách để ngăn English tiếp cận buộc English phải tạo ra kiếm băng để chắn đạn. Một viên có lỡ bị gạt bay đi nhưng kết giới của hiệu trưởng vẫn chặn được nên yên tâm. Họ sau đó tiếp tục đánh toàn lực mà không thèm nể mặt ai. Ripple càng ngày càng bị English thu hẹp khoảng cách nên đành rút hai súng ra khiến English bắt đầu gặp khó, nhưng cô vẫn tự tin xử lý được. Cô muốn chờ Ripple hết đạn hoặc hết sức nhưng có vẻ không khả quan lắm nên, thế là cô đứng ngang để bản thân hẹp lại và giảm khoảng cách bắn từ Ripple để dễ dàng đánh bật đạn đi. Ripple buộc phải né đạn phản lại và rồi bị đánh bay về phía kết giới. Trận đấu vẫn chưa xong nhưng Theodore nhận ra kết giới của hiệu trưởng đã bị Ripple hút mất. Thế là họ bảo Liz bật cánh ra để Ripple thử nhưng Liz lại chẳng xảy ra gì. Đưa cánh qua cho hiệu trưởng dùng thử thì lại bị hút. Thế là có thể kết luận được Ripple có khả năng hút sức mạnh từ thánh di vật mà người mang ấn đặc biệt sử dụng và khi hút đủ thì Ripple sẽ lại gục mà gọi ma thú đến. Ma thú sắp đến nhưng Leo nay đã hết hơi nên không gian bị biến mất và ma thú lại phá học viện lần nữa. Và ma thú được gọi đến lần này là nguyên một con to. Nó sắp bắn ra tia nhiệt nên English đã phải lao đến sút nó bay đi để ngăn học viện bị phá hủy. Nhưng giờ họ cần xử lý trước khi nó rơi xuống sân trường. Chỉ thánh di vật mới diệt được nên họ thấy đúng lúc Zua đi ngang qua thì liền bảo cô tránh đi. Nhưng cô thấy con ma thú thì liền phải một cái khiến nó bị trẻ đôi. English thấy quả nhiên sức mạnh từ Zua là không hề tầm thường. Theodore trước mắt đã có đủ thông tin về hiện trạng của Ripple. Như đã nói trước đó thì Ripple chỉ hút mana từ người có ấn đặc biệt và khi triệu hồi thì sẽ tiêu thụ hết số mana đó nên mới khiến Ripple ngất đi. Và lý do ma thú gọi ra toàn là thú nhân thì hẳn là vì Ripple cũng là thú nhân nên mới như vậy, hẳn là do liên kết chủng tộc. Ripple đã tỉnh lại và thấy đây có khi cũng là một việc tốt vì có thể giúp đồng tộc thú nhân bị biến thành ma thú được yên nghỉ, miễn là hạn chế được thiệt hại là ổn. Đột nhiên Eris và Raphael tìm đến, Họ thông báo là hoàng tử muốn Theodore trở về do nước láng giềng đang có dấu hiệu muốn vượt biên. Hai tuần sau, các cô gái đã đi tắm và thấy chưa có động tĩnh gì. Con ma thú trong băng vẫn chưa hành động và thức giấc khiến Inglis cứ thấy chán. Cô sau đó không nhận ra Zua đã ở ngay phía sau. Inglis muốn Zua chỉ chưa thức đã cắt đôi con ma thú của Zua thì cô lười không muốn chỉ. Nhưng nếu Inglis giúp cô một việc thì cô sẽ chỉ. Zua muốn biết cách để có ngực bự. Inglis chịu ca này nên nhờ Leo này. Leo nay thấy ngực bự chỉ được cái đau mỏi vai nhưng Rani cho rằng ai có thì chê chứ ai không có mới thèm, English cũng cho rằng ngực bự xong bị cô lãnh chúa nhỏ chui vào nhột lắm. Liz chưa từng thử nên English cho thử luôn, kết quả là bị Liz nổi trận lôi đình, hiệu trưởng sau đó gọi cả hai đến gặp. Cô đã đưa cho Rani một thánh di vật mới, đây là bản nâng cấp từ cây cung của Rani, nó có khả năng hồi phục nên Rani có thể giúp ích nhiều hơn. English vẫn không ưa Theodore khiến Rani hỏi lý do cô bạn cứ có vẻ khó chịu mỗi khi nhắc đến Theodore, đột nhiên có vụ nổ gần đó. Tệ ra là hội Silva mới xử lý ma thú do Ripple gọi đến. Silva bị thương do dính đòn từ ma thú. Những người khác đổ lỗi cho Lati nhưng Plum cho rằng Lati vì bảo vệ cô nên mới khiến Silva phải đứng ra đỡ đòn thay cả hai. Nhưng Silva cho rằng do bản thân tắc trách khi để cả hai lọt vào kết giới và người có sức mạnh như anh ta thì nên bảo vệ những đàn em. Rani thấy đây là cơ hội để dùng thử năng lực vũ khí mới. Hiệu trưởng đã chỉ cô cách dùng và nhưng khi chữa được một nửa thì áp lực lên Rani quá lớn khiến English phải điều khiển Ezra để chuyển thành mana và truyền vào Rani. Silva đã được chữa lành vết thương nhưng vẫn cần đưa đi kiểm tra cho chắc. Sáng hôm sau, Rani và Ingris đã làm một bữa mì cay để ăn. Lati và Plum nhìn thì nhớ đến quê nhà quanh năm rét và thường ăn cay để giữ ấm. Cả hai muốn ăn chung nhưng Plum không cho Lati ăn chung đĩa với English Lati nay lại nghe lời Plum hơn hẳn do hôm qua làm hỏng chuyện. Nhắc đến vụ hôm qua thì họ thấy Silva hôm qua cho vẻ tốt tính hơn so với trước đây. Rani nghi ngờ Silva thích con trai thay vì con gái thì anh ta muốn cô đừng có đặt điều cho người khác. Silva đã cảm ơn cả hai vì giúp chị thương và xin lỗi vì lúc mới gặp đã thô lỗ. Hai bên cũng xin lỗi vì to tiếng với nhau nên giờ xem như là hòa. Lúc đi qua phòng hiệu trưởng thì cả hai nghe cô to tiếng trong kia nên vào hỏi. Lý do là bên đội cận vệ hoàng gia muốn đòi lại Ripple để trả về hai lần. Nhưng hiệu trưởng vẫn muốn giữ Ripple lại khiến bản thân Ripple thấy khó xử vì sợ mọi người sẽ gặp rắc rối khi chống lại đội cận vệ hoàng gia. Nhưng họ muốn Ripple yên tâm. Trong lúc đó, nay và Liz đã đi tuần tra trong cơn mưa. Họ biết cô hiệu trưởng muốn câu giờ để hoàng tử nói giúp họ nhưng hoàng tử lúc này lại không có ở trong nước mà cận vệ hoàng gia lại nhân cơ hội này để đòi lại Ripple thì hẳn là có ai đó giật dây. Đột nhiên cả hai gặp một con ma thú và nó ngay lập tức bị con thú sấm sét của Leon đánh hạ. Leone đã chạy theo nó và xuống dưới cống ngầm và gặp lại Leon, định đoàn tụ thì Liz nhận ra còn người khác ở đây. Sistia bước ra và cả tên thủ lĩnh của huyết thiết tỏa cũng ra mặt, Leon và Leone sau đó đã lao vào giao chiến, còn Sistia thì giữ chặt Liz lại. Tên thủ lĩnh muốn Liz đứng yên vì hắn không muốn động đến người nhà tể tướng, tên thủ lĩnh cho cả hai biết việc nhà vua đang muốn dâng thị trấn quê nhà của leo này nơi đã canh giữ ma thú trong băng cho hai lan và trong bốn ngày nữa sứ giả của hai lan sẽ đến đây bằng thuyền để đưa ripple đi thì chúng sẽ tấn công để giết sứ giả đó nếu hai cô gái có ý định làm gì thì chúng cũng muốn mượn gió bẻ măng còn không thì chúng muốn họ đừng can thiệp tin hay không là tùy họ còn giờ thì chúng xin được ra về leon thấy em gái đã trưởng thành thì tiếc vì bản thân chẳng làm được gì hai cô gái sau đó đã về báo lại với mọi người ai nấy nghe việc thị trấn sẽ bị giao cho hai lan thì cũng rất bất bình Inglis đột nhiên nghĩ ra được kế sách, ai nấy nghe xong thì đều thấy ổn nhưng hơi mạo hiểm quá, sau cùng thì họ vẫn quyết định theo cô. Một tuần sau, Inglis và Rina được cho bộ đồ hầu gái để dễ xâm nhập vào cung điện. Sinva không thấy đây là ý hay nhưng cô hiệu trưởng thấy ý này quá hay luôn rồi, lý do Sinva không yên tâm là vì cả hai quá dễ bị đồ ăn dụ dỗ. Còn vụ bàn giao Ripple thì cả cô và Sinva sẽ dùng mana để cấp cho Ripple để Ripple rút hết ma thú đến và như vậy sẽ không còn bị gửi trả nữa. Ai nấy thấy Sinva có vẻ có tình ý với Ripple nhưng anh ta chỉ là tôn trọng cô ấy, vì năm xưa, lúc Sinva và một người bạn bị ma thú đuổi thì người bạn đó vì bảo vệ Sinva mà suýt mất mạng. May mắn là Ripple đến cứu và chính cô là người truyền động lực cho Sinva để được như bây giờ. Anh ta dùng súng cũng là vì muốn được dễ dàng chiến đấu cạnh Ripple hơn. English và Rani sẽ cố gắng ở bên phía Hoàng Cung và cô muốn Sinva và cô hiệu trưởng ở đây cứ thong thả để cô còn về đánh chung. Cả hai cũng chỉ biết cạn lời với độ máu chiến của English. Lúc ở bữa tiệc, Inglis và Rani vừa mang đồ ăn ra vừa tranh thủ ăn vụng vài miếng. Rani tiếc số đồ ăn này vì nếu huyết thiết tỏa tấn công thì chúng sẽ đổ hết, nhưng Inglis muốn cô im lặng vì vụ tấn công là bí mật. Cả hai sau đó gặp được nhà vua, kẻ mà theo lời huyết thiết tỏa là người đê tiện đem bán đất nước mình để vuốt đuôi lũ hai Lan. Cả hai thấy ông ta có ấn đặc biệt nhưng làm vua thì chắc chắn là sẽ không có thời gian mà rèn luyện nên chẳng trông chờ gì ở cái ấn đấy. Tên sứ giả đến đây là một cậu nhóc tên Ebel, nhìn có vẻ dễ thương đấy, nhưng nó thì cũng như bao kẻ khác, ỉ việc bản thân quyền cao chức trọng thì bắt đầu lên mặt khinh bỉ mọi người ở đây hắn nói chúng chỉ vì muốn đổi một nữ tướng bị lỗi mà đã dâng cả một thị trấn tính mạng và tài sản của đồng bào bị cướp mất mà chúng vẫn ở đây vẫy đuôi với hắn có điều lời hắn nói không sai dù bị chửi vào mặt thì đám quý tộc vẫn chỉ biết cúi đầu đột nhiên ma thú tấn công buộc inglis phải ra mặt xử lý một tên lính định ám sát ebel thì inglis đã cản lại nhưng hắn không hề nhờ hắn đã bảo inglis giữ tên này và rồi dùng phép cắt một đường trên mặt hắn hắn sau đó trách tội nhà vua vì quá tắc trách trong quy trình an ninh Nhà vua đã cúi đầu để cầu xin nhưng việc cúi đầu chỉ hiệu nghiệm nếu hai bên ngang hàng còn ông ta thì không. Hắn sau đó cắt một tay của ông để đổi lấy sự bỏ qua. Quân lính rất tức giận nhưng ông vua vẫn phải nhịn. Inglis đã có cái nhìn khác về ông ta vì không phải nhà vua này cũng có thể cam chịu vì thần dân, có người như ông vua này. Chịu nhẫn nhịn và cũng có người như Theodore, chọn đứng cùng Hai Lan để có được sức mạnh. Sự đối đầu này là vấn đề mà người của thời đại này cần giải quyết. Inglis và Rani sau đó muốn chữa tay cho nhà vua lần này sẽ khá hao tổn nhưng Ebel đòi lấy tay người khác để thay. Thế là Inglis chọn vào thay, cô cho Ebel làm gì thì làm. Hắn vung mana để cắt tay cô nhưng chỉ khiến áo cô bị rách nhẹ. Hắn tức giận và tung chiêu liên tục nhưng chẳng xuyên qua nổi lớp giáp EZ của cô, quá bất lực nên hắn muốn biết cô là ai. Cô vẫn nói bản thân chỉ là một hầu gái làm thêm để kiếm tiền ăn. Hắn tức giận quá nên cho họ biết việc đổi nữ tướng mới là không có. Hắn cho biết giáo chủ đang rất tức giận và sẽ sớm hủy diệt đất nước này. Lý do hắn xuống đây là nhằm mục đích dụ huyết thiết tỏa ra mặt, và một chiến hạm của huyết thiết tỏa đã mò đến vì huyết thiết tỏa đã thành mối lo ngại cho phe giáo chủ nên chúng mới giả bộ làm lễ ký kết này và cho một tên cấp cao như hắn xuống là để dụ huyết thiết tỏa ra mặt nghe vậy thì english có thể xem hắn là kẻ địch của đất nước này và không cần phải nhân nhượng nữa nên xin nhà vua cho cô được xử lý nhà vua cho cô bắt sống nên cô sẽ cho hắn thấy sức mạnh của cô hắn tạo ra một lớp mana bao quanh để ngăn cô tấn công nhưng cô muốn hắn tụ mana lại một chỗ thay vì để phân tán ra như vậy cô sẽ không hèn mà tấn công ở vị trí khác hắn chọn tinh cô và tụ mana lại ở phía trước mặt. Thế là cô đã dùng Ezer để phá vỡ kết cấu của mana khiến hắn bị sút bay. English sau đó xin phép được đi đánh với huyết thiết tỏa và kéo Rani đi theo. Rani than mệt do so vừa xài mana để chữa cho vua nhưng English vẫn kéo cô đi theo. Nhà vua thấy cả hai thật là đáng tin cậy. Cả hai sau đó nhảy ra ngoài và nhảy lên xe bay của vệ binh và leo lên cao hơn để tiếp cận chiến hạm của huyết thiết tỏa. Rani quyết định bắn tên để ngăn tàu bay này bắn xuống dưới và để English leo lên đánh trên kia. Inglis chạy đến bắn một trưởng vào chiến hạm thì bị một đòn tương tự cản lại. Cô nhận thấy nó là từ tên chỉ huy và biết ông ta đích thị là cũng sử dụng Ezer giống như cô. Ông ta đã bảo đồng bọn tiếp tục làm việc còn ông ta sẽ cản Inglis. Ông ta nhảy xuống và hỏi cô về tên từ Hai Lan đầu. Hắn đã bị cô sút bay đi đâu mất nên không biết nữa. Ông ta cho rằng cô đang chia nhỏ lực lượng ra thì không sợ hai bên đều thất bại hay sao. Nhưng cô muốn xử lý cả hai bên là gấp đôi niềm vui. Ông ta thừa nhận cô đã mạnh hơn nhưng cô chưa có nơi để tập nên vừa hay là gặp ông ta. Bên học viện thì thấy các kỵ sĩ hoàng gia đã về nên chắc chắn bên đó đã có chuyện. Ở đây cũng sắp lôi hết ma thú từ Ripple đến nên cô hiệu trưởng muốn ai tự nguyện thì tham gia chứ cô không ép. Zua đòi về do không ép buộc nhưng họ không thể làm gì nếu không có Zua. Sinva đã cúi đầu xin Zua giúp đỡ khiến cô nghĩ Sinva đang có vấn đề gì đó. Ripple sau đó cũng cúi đầu xin Zua giúp đỡ. Cô thấy hơi hổ thẹn khi đáng ra bản thân mới là người phải bảo vệ người dân mà giờ lại phải đi nhờ cậy họ giúp đỡ. Tất nhiên là việc này vẫn có ngoại lệ với một người. Ai nấy biết người đó bị nhắc tới thì đang hát xỉ và vừa dứt câu thì nó xảy ra thật. Cô hương của cô đã bị hủy diệt khiến cô giờ đây đã xem nơi đây như một nơi cô muốn ở và là một quê nhà thứ hai. Nói cảm động như nào thì A lại và mặt lại từng đấy khi ngủ gục mà chẳng nghe gì. Nói chung là Ripple cần A giúp và A muốn cô giới thiệu cho A một chàng trai là được. Gu của cô là nhìn ngầu như Sinva nhưng không được nóng tính và yếu như anh ta. Chốt xong thì Leone đã bắt đầu mở không gian ra. Silva và hiệu trưởng đã bắt đầu cung cấp mana cho Ripple và những cổng dịch chuyển cũng bắt đầu kéo đến, trong lúc đó, English vẫn đang căng kèo với chỉ huy huyết thiết tỏa, nhưng tên chỉ huy vẫn tỏ ra bản thân không hề nao núng trước English. Hắn sau đó rút ra một cây kiếm E và khiến English nhận thấy hắn vừa có thể giữ lớp giáp E và còn vừa cô đặc được E để làm kiếm, trong khi cô chỉ có thể tạo ra được một cây kiếm băng tầm thường, và cây kiếm của hắn dù chém trúng lớp giáp E của cô thì vẫn sẽ tạo ra được thương tổn nhất định buộc cô phải lấy kiếm băng ra để chặn đòn nhằm lấy cơ hội để cô dấn lên nhưng tên Ebel đã quay lại đây, hắn muốn đấu thử với chỉ huy huyết thiết tỏa. English ngoài miệng thì nói hòa bình nhưng câu sau lại bảo cả hai đấu với cô, nhưng tên chỉ huy đã xin Sistia sức mạnh. Cô ta hóa thành một thanh giáo để ông ta sử dụng. Trong lúc đó, Zua gần như gánh hết ở bên học viện. Nhưng Zua đã bắt đầu mệt mà đám ma thú mãi vẫn chưa bị rút hết, ai nấy đã kiệt sức. Leo cũng chẳng thể giữ được lâu hơn nên đành thả hết ra khỏi không gian. Đang nguy cấp thì đột nhiên thú sấm sét của Leon đến giúp anh ta được chỉ huy cho đi đến đây để bảo vệ em gái nên anh ta đến đây luôn, anh ta sau đó ném ra một khối chứa mana để mọi người hồi phục, Leo nay tuy có vẻ không tin nhưng vẫn nhẹ nhõm hơn phần nào. Cô sau đó gọi ra không gian lần nữa và Leon lần này cũng cấp mana cho Ripple để gọi ra một thứ to lớn hơn trong một lần. Thứ được gọi ra to lớn đến mức ở bên English cũng phát hiện ra, ai nấy đều bất tỉnh sau dư chấn của thứ vừa được gọi ra. Leon thấy Ripple đã gọi ra một thứ không tưởng rồi, còn English thì nhận ra nó chính là sinh vật trong tảng băng đã thức tỉnh. Tên chỉ huy thấy con đó chưa thực sự hoàn chỉnh inglis đã mong muốn được đấu với nó và giờ là cơ hội của cô nhưng cô do dự không biết nên đánh với bên nào hai tên siêu mạnh hay là con ma thú ebel muốn cô đi xử lý bên kia còn ở đây để hắn nhưng hắn đang tự mãn thì tên chỉ huy đã dùng cây thương đâm xuyên qua mana của hắn và vị trí bị đâm chúng thì biến mất tên chỉ huy đã đâm đến khi ebel biến mất hoàn toàn và tung đòn để đuổi inglis và rani đi chỗ khác trong lúc đó bên học viện thì hiệu trưởng đã để hai cô bạn của inglis đi sơ tán mọi người dua muốn chuồn nhưng giờ là lúc phải nghiêm túc mà đánh Leon cũng sẽ giúp. Zua bị con quái lùa cho cắm đầu chạy và cô đã phải quay lại phản công nhưng chính cô lại bị nó hút vào. Hiệu trưởng phải đặt kết giới lên Zua còn Leon nhận ra con quái đang nhắm đến em gái thì đứng ra chặn đòn và hỏng mất cặp găng tay. Ripple thì không còn hút mana nữa nên có vẻ đây là thử thách cuối của họ. Sinva muốn chờ Ripple tỉnh lại để mượn sức mạnh nhưng Leon cho rằng Ripple vẫn chưa có lại phong độ nên đừng ép. Con quái lại sắp tung tia nhiệt buộc cô hiệu trưởng và Leon phải ở lại cầm cự còn học sinh thì nhờ leo ne đưa vào kết giới để bảo vệ. Inglis lúc này muốn tin tưởng mọi người mà ở lại đây, nhưng tên chỉ huy và Sistia muốn cô lo mà về bảo vệ học viện vì chúng đã xử lý xong Ebel và giờ sẽ trở về. Việc cô muốn đấu với tên chỉ huy thì để sau vì con quái kia sắp đạt đến thể hoàn hảo. Sistia cho cả hai lấy cái xe bay đấy mà về nên Inglis đành hẹn lần sau gặp lại. Ripple lúc này đã tỉnh lạ. Cô nghe việc ngoài kia thì muốn leo ne mở không gian ra để cô đánh. Vừa ra thì học viện đã bị nó san phẳng. Ripple đã lao lên xả súng nhưng chẳng ăn thua là mấy. Cô bị đẩy lùi nên Sinva đã đứng ra chiến đấu thay nhưng rồi cô lại phải đẩy Sinva ra trước khi anh ta bị con quái tóm được. Ripple bị nó bóp chặt và Leon đã ngăn Sinva nổ súng vì sợ là chúng Ripple, cô phải tự bắn để thoát ra và muốn làm mồi để dụ con quái ra khỏi thành phố. Nhưng Leon muốn giành làm mồi nhử, Ripple không cho phép Leon nên Sinva muốn Ripple biến thành vũ khí để anh ta sử dụng, nhưng ai nấy cho rằng Sinva còn quá sớm để dùng. Có điều ý chí của Sinva đã biến Ripple thành một khẩu súng. Anh ta định đưa lên bắn thì Leon cản lại vì nó sẽ ảnh hưởng lớn lên cơ thể. Silva đã đẩy Leon ra thì Inglis từ ngoài kết giới lao vào và đánh gục Silva. Cô thấy bản thân đã đến kịp. Nhưng kết giới do bị đục một lỗ nên vỡ mất và giờ con quái sắp tung đòn thì tạo lại cũng không kịp. Inglis đã sút con quái lên trời thì nó bắn tia nhiệt lan ra thành phố buộc cô phải di chuyển với tốc độ âm thanh để đánh bật tia nhiệt đi. Con quái tiếp đất và Inglis nghe việc Zua ở trong kia thì lao đến nhắm vào đó. Nhưng con quái bắt đầu tấn công với tốc độ siêu thanh buộc cô phải nhanh chóng né. Cô đấm tay đôi với con quái nhưng càng kéo dài càng bất lợi. Con quái liên tục né những chiêu mà Inglis tung ra nên nhóm bạn đã đứng ra đánh lạc hướng cho con quái. Cô đã sút con quái lên trời và tung trưởng để nó không thể né. Ai nấy muốn con quái tan thành cho bụi nhưng Inglis thì muốn nó dáng mà chịu được. Thế nhưng cô lại lao lên và cho nó một đấm xuyên người và khiến nó phát nổ. Cô đã đưa được Zua trở về. Leon cũng ra về và Inglis cùng Rani thấy bắt đầu thấy đói và nhận ra cả trường đã bị thổi bay rồi nên đợi trường xây lại rồi ăn gì thì ăn. Nhiều ngày sau, cả trường bắt đầu xây lại và họ không biết hai người ham ăn nhất ở đâu. Hiệu trưởng cho biết cả hai bị quốc vương gọi đến. English lúc này được Ripple cho biết là nếu lúc đó Silva Bob có thì sẽ có sự hy sinh rất lớn nên cũng may khi English cản lại, lúc vào gặp nhà vua. English đã được nhà vua cho thăng tiến trở thành đoàn trưởng của cấm vệ quân, nhưng cô đã từ chối vì muốn được tiếp tục làm kỵ sĩ cận vệ cho Rani, nhưng Rani biết thừa là English sợ nhận việc đó thì sẽ ít được chiến đấu hơn. Nhà vua vẫn muốn thưởng cho cả hai nên chiêu đã cả hai một bữa. Học viện sớm được xây lại và cuộc sống của English vẫn cứ thế tiếp tục và phim đến đây cũng là kết thúc.